Là Dung bỏ hành vào, hành cho nó thơm. Giờ mình bỏ cá vào nè, mình ăn bao nhiêu mình bỏ bao nhiêu đó. Dung bỏ cá xay mình vào, bỏ cá xay mình vào rồi là mình bỏ mực vào luôn, bỏ mực với tôm á bên này, trứng cá viên vào luôn, bỏ vài muỗng tôm vào luôn. Wow, ngon, nhìn hấp dẫn lắm này. Hello, Dung kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Dung nấu lẩu cá xay mền. Lẩu cá xay mền thì Dung có một miếng cá xay mền này, Dung cũng rửa sạch qua rồi. Rồi Dung bỏ vào mấy con tôm, rồi có một con mực ấm, rồi có trứng cá viên nè, rồi là có ớt, sả, hành luôn. Nấu lẩu cá thì nó chua chua, cay cay. Giờ Dung cắt cái cá ra, mình cắt ra làm hai, rồi mình cắt thêm lát nhỏ 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 đó. Dung cắt nó dày dày vậy nè, đó, miếng miếng vậy đó. Cá xay mình nó cũng nhanh chín lắm, mình bỏ vô là nó chín liền. Đó, rát vậy. Mực cũng cắt dày dày thôi. Cá mực Dung cắt xong rồi, rồi mình bỏ vài cá viên, trứng cá viên vào chính giữa. Rồi Dung đổ vào ngăn bát chút xíu. Bây giờ là Dung nấu cái nồi nước nước lẩu. Đó. Mình thấy quá đẹp rồi. Hai dĩa luôn. Cắt xả ra khúc khúc quá, rồi mình đập dập cho nó thơm. Rồi mình khử lên nữa. Nè, có hành nữa nè, có ớt nữa nè. Giờ Dung đập dập xả ra cho nó đập dập nè, nó thơm. Dung nấu nước lẩu là có hai cái bắp nè, củ cải trắng, củ sắn, cà rốt, củ hành tây, rồi có ngò rí nữa, có ngò rí cho bỏ vào cho nó thơm. Củ cải Dung cắt cục cục vậy đó. Đó, củ cải trắng, cà rốt, Dung hầm, Dung nấu cái nước lẩu là nó ngọt đó, thanh mát. Cà rốt rồi. Bắp á Dung cũng cắt khúc khúc ra rồi. Bắp với mình nấu nó ngọt ngọt mà thơm nước lắm. Nó bỏ nguyên cái bắp vào. Rồi, sau cùng là cái miếng khóm. Dung cắt ra để mình tao lên cho nó thơm á, chua chua ngọt ngọt. Dạ. Dạ, đó, mình cắt ra miếng miếng. Bây giờ là Dung nấu nồi nước lẩu á, chú anh chị các bạn, cái son dầu nó nấm rồi nè, chảo dầu, son dầu nấm rồi, Dung bỏ sả, ớt, hành vào. Rồi là bỏ khóm vào luôn. Rồi là Dung bỏ vào chút xíu muối. Rồi là bỏ bột niêm gà. Dung bỏ 2 muỗng bột niêm gà. Rồi là mình chớ nước rồi chút xíu nữa là mặn lạt là mình bỏ thêm. Chúng cho vào một muỗng bột niêm nấu lẩu á, cay cay chua chua ngon. Rồi cao đều hết lên. Rồi Dung chứa nước sôi vào. Bỏ vào một củ hành tây nè, một cục đường phèn. Bỏ bóc vào cà rốt, khoai lang, không có khoai lang, sorry, tự nhiên khoai lang, nhưng quên cái khoai lang. Cà rốt, bắp, củ sắn là nó ngọt ngon nước lắm nè. Rồi là bói cộng ngò rí Dung bỏ vào cho nó thơm. Nồi nước lẩu ngon đặc biệt. Từ rau củ quả nè. Rồi Dung đỡ Dung hầm lại 20 phút là nó
ra nước ngọt lắm. Wow, nhìn thấy hấp dẫn quá rồi nè. Rồi, đây là thơm lắm, chua chua, cay cay, rồi là thơm ngọt nữa. Giờ là Dung, Dung đợi Dung hầm 20 phút á. Giờ là Dung ra vườn, Dung hái cải cúc vào. Mình ăn với lẩu cá xay mềm, ăn với bún nghe cô chú anh chị và các bạn. Dung thích nhất là trồng mấy loại hoa sen đá này á. Mùa đông mới chịu lạnh giỏi luôn á. Mấy chậu hoa ruby đất là hôm nay cũng ra hoa nhiều đẹp quá luôn nè. Đây, mấy cái chậu rau cải cúc bữa nay cao quá rồi. Vậy mình hái đi ba chậu luôn đó nha. Ba chậu luôn này. Tốt mê luôn. Hái vào nhúng lẩu là hết ý luôn. Ngon lắm. Nhung gieo dày quá rồi, dày luôn, nó lên mơ luôn. Thơm ơi là thơm luôn nè. Còn ở bên này mấy ba chậu hẹ là nó lên. Hẹ là trồng xuống luôn á. Cắt là lên, cắt là lên. Cúc mà mình cắt lớn lên nữa, mình cắt cho nó lên. Wow, ngon luôn. Ê, chỗ đây có bụi cải cầu vồng này. Cải cầu vồng để Dung giữ lại. Bắt đầu mùa đông á là cải cầu vồng á, mình bứng ra mình trồng. Một chậu này quá trời nhiều luôn. Đó rồi. Rau ở nhà mà mình cứ hái đâu mình ăn đó nhớ, đâu cần mình hái nhiều. Dung hái một chậu là được rồi. Cái đầu nước lẩu nãy giờ là nó ra nước ngọt hết rồi này. Bây giờ là Dung lập, Dung lấy cái nước thôi nha cô chú anh chị các bạn. Dung lấy cái nước, Dung chớ vào cái son lẩu. Đó, Dung chớ vào cái son nước này nè. Nồi lẩu đó, giờ cái nồi lẩu nó sôi rồi á là Dung bỏ hành vào, hành cho nó thơm. Giờ mình bỏ cá vào này, mình ăn bao nhiêu mình bỏ bao nhiêu đó. Dung bỏ cá xay mình vào, bỏ cá xay mình vào rồi là mình bỏ mực vào luôn, bỏ mực như tôm á bên này. Cá xay mình nó cũng nhanh chín, mực cũng nhanh chín luôn. Rồi á là Dung bỏ cá, trứng cá viên vào luôn, bỏ dày con tôm vào luôn. Wow, ngon, nhìn hấp dẫn lắm này. Sôi lên trở lại là chín liền. Rồi là Dung bỏ nấm vào, bỏ nấm vào luôn cho nó ngọt nước. Hai loại nấm, Dung mua hai loại nấm, nấm này ăn ngọt. Rồi á là có rau đàn ô mới hái vào, ăn như bún. Wow, quá hấp dẫn luôn. Giờ Dung làm chút xíu nước tương ớt. Rồi, bỏ vào xíu tương, cái tương ớt tỏi này á, để mình chấm cá xay mình, rồi mình chấm mực. Đó, ngon luôn. Cái hũ ớt này là gia vị chua chua ngọt ngọt nó rồi. Rồi giờ là đã sôi lên trở lại rồi, là chín rồi nè. Là Dung mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Wow, quá thơm, hấp dẫn quá. Dạ. Bỏ bún vào này, bỏ bún vào anh em, bỏ bún vào tô, bỏ bún vào tô đó. Nước lẩu á, nước lẩu sâu sùng sụng ngon lắm này. Bỏ bún vào. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn lẩu cá xay mình cùng với gia đình của Dung nha. Ok, mời. Dạ, mời cả nhà, mời cả nhà. Rồi. Chấm nước trước. Sôi rồi này, bỏ rau cải cúc vào. Không quên là đưa cho nấm. Dạ. Bỏ vô cái rau nước nguội. Đó. Để vô cái nước nguội với rau nguội. Cá tôm mực đồ là chín hết rồi đó. Wow, mình cá trước đi, cá rồi.
cá bên nghe nè, để dùng hút miếng cá riêng hả? Dùng hút miếng ở nước lẩu nghe. Thơm, bay những mùi thơm. Cá thì sốc. Nó bị rớt. Chua chua cay cay, ngọt thanh dịu của nước cá coi, ngon quá. Phải là một khen dữ. Wow. Quá ngon. Nóng. Ngon quá. Đó. Gấp nó xíu cá xe bình lạnh cho chín lắm. Nóng, nóng, nóng. Ăn lẩu rồi, ăn nóng nó mới ngon. Rồi xe xe lạnh lạnh là ăn lẩu là ngon. Chấm nước cá. Cá xe bình. Nóng bốc khói luôn. Đấy, ừ. Thằng ấy ngồi bớt nấu ấy. Dạ, nhớt lá dĩa hơn. Dĩa, ăn lẩu rồi ăn nóng. Trong một trời lại lạnh là ăn ngon á. Bỏ bún thì được, dừa. Bỏ bún vô nữa dừa ngon. Rồi được. Bún ớt nhung luộc rồi sốn thấy không? Ngon quá. Perfect. Ăn miếng mực luôn. Quá ngon. Đó, đang sôi rồi mình hạ lửa bớt xíu xíu anh Nam ơi. Biết không? Hạ lửa bớt xíu vô khói nó lên. Khói nó lên. Khói nó lên mịt mù không có thấy cái màn hình khổ rõ nữa. Wow, chín rồi. Là chín hết rồi nha, mình không còn mà nước sôi nữa. Dung mời ngon quá thôi chú anh chị các bạn ơi. Bún nó một cái lắm. Quá ngon. Bún bỏ vô được cái nước dừa ha. Đó, mình hạ lửa xuống chút xíu được rồi. Cho nó xuống. Bớt rồi ha, bớt lửa hả? Đó. Bớt lửa tắt luôn rồi. Yeah. Bớt lửa được rồi, chín rồi anh ha. Tắt luôn rồi. Cho sợ khói nó lên nhiều quá, nó bị mờ màn hình. Bị mờ màn hình. Cho rõ đẹp hả? Ngon quá. Rau đàn ô giống như lẩu là hết ý luôn. Ngon, ngon, mới hái vô ăn non ngon lắm. Tại mình ăn đâu mình nhúng đó chứ mình bỏ vô nhiều quá. Đúng đấy. Cứ đánh. Ngon quá. Bỏ thêm luôn. Ra chín rồi. Quá ngon, quá ngon. Bỏ thêm nhiều rồi. Bỏ thêm lửa, dạng lửa lên xíu. Cái nước ngon hay nằm hơn. Nước của trái cây rồi hả? Bớt đi mùi thịt nữa rồi. Nhà Dung thường mà nấu lẩu á, thường Dung thường nấu cái nước hầm và trái cây á, vừa thơm mà vừa ngọt. Nhưng bữa đó nước lẩu trái cây là nó ngon. Ăn hấp quá đã luôn, chắc còn là nghe là cầm đèn quá. Ăn hấp dữ. Quá. Ăn chín rồi. Cây cây, cây cây chua chua, ngon quá. Thì lẩu cá thì phải cây cây chua chua. Ăn là phải hớp thôi, ăn lẩu là phải hớp thôi. Quá ngon. Ăn con tôm đây anh em. Ăn con tôm này. À, tôm bây giờ chín rồi, mình nhớt, nhớt ra. Cá, cá lúc. Cá ngon hả? Wow. Thôi. Cho thêm bún nữa cho nó no luôn. Ra tay luôn. Cho nó tay sao mình nhà. Mà để nhà mà. Cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Mình ăn ở nhà tự nhiên như người Hà Nội. Con xấu đi. Sao xấu đi? Nói tự nhiên như người Hà Nội. Không, mà thường người ta nói vậy. Thường nói vậy có sao? Thường người ta nói tự nhiên như người Hà Nội. Giờ Dung nói tự nhiên như người Bình Định đi. Tại Dung người Bình Định. Dạ. Thôi. Chấm như thì tôm á, cúc chim. Tôm chấm với chút xíu nước thêm, tương, thêm cúc vô, ngon, thêm đi cái cúc luôn, quá ngon, cọ cúc này lắm, nhưng mà là ba chế cà gà, no, quá ngon, quá chóc một cái luôn, đó nó 2000 mình bỏ, ố nấm đồ này nó ra nước, nấm thì nó ra nước ngon. Ăn được chứ, nóng thì ra nước ngon lắm. Nhưng ăn mực không? Không. Mực ngon lắm. Ăn cá thôi. Dung thích ăn cái trứng cá nữa này. Trứng cá viên á, ăn ngon.
trong cái hương trong. Dạ ngon mà nhớ cẩn thận nghe, tránh bên trong nó đắng quá. Ồ, còn đắng hả? Nó đắng là nó bục nước. Trời ra. Chứ. Bên trong nó đứng nước bục ra ngon. Đó, nhớ rau ra này Nam ơi. Quá ngon luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Wow, nóng giờ thổi. Nóng thổi giờ thổi ăn kẹo. Nóng giờ thổi. Nóng cái cây, cây chua. Nóng thổi giờ thổi ăn. Đó. Em muốn bột này. Bột giống như nước tương rồi hết ý luôn. Thả bớt lửa luôn. Ngon không? Còn chưa, còn chưa chứ. Thôi. Giống lắm. Giống cỡ không hả? Quá chất lượng vô. Quá chất lượng. Rất đặc biệt. Chất lỗ lắm. Chất lỗ. Chất lỗ quá đặc biệt. Sức mạnh thẳng. Ăn miếng tôm, miếng cơm, miếng cá. Ăn một tô bún. Bỏ như như nhiều tàn ô. Nhúng đầu ăn đó thơm, nó ngọt, nước. Rau tàn ô ăn lẩu là đi nằm một qua luôn á, quá rớt luôn, ngon quá trời luôn. Rau tàn ô ấy dùng không nó lạc á, mình cắt chút xíu bỏ ngót thôi á. Rau thơm ngon quá luôn hơn. Rau thái giàu tươi nữa, nhúng như lẩu ăn ngon quá trời luôn, cô chú anh chị các bạn. Trăm bún nữa. Trăm bún nữa hả? Wow, này bán đắt nha. Ba tô. Ba tô, ba tô. Ba tô ngon quá, làm ăn ba tô luôn. Wow, đó, bỏ vào, bỏ vào. Xôi. Không lẩu rồi, xôi sùng sục, chan nước vào. Bỏ rau vô nữa anh Lâm. Thì bỏ vô đây, bỏ vô sao? Không, không lấy, bỏ rau vô lẩu nữa không? Thêm miếng đi. Bỏ thêm nữa, bỏ thêm nữa hả? À, nhưng hái một một chậu mà quá lâu quá, hái em khó. Nhiều là bầm lạng khó luôn, coi như quá là nhiều luôn. Ngon quá, ngon quá. Tôm không? Không. Yeah. Nhung thích ăn tôm. Cá không? Nam thích ăn cá. Cá xem mình là nấu lẩu là hết ý rồi. Nhớt cá ra đi. Cá nó chín quá nè. Nhớt cá ra. Cho nên nó chín quá không ngon. Cá nó nhanh chín lắm. Chín cá chín mất rồi hả? Mình bỏ vô cái chín liền nè. Rồi dùng nhớt cá ra. Nhớt cá. Đó nó sầu. Sầu sùng sụp luôn. Nhớt cá là nè mỗi cá nó nát ra hết rồi. Rồi nhìn nó nát ra cái nước ngon lắm. Em nữa bỏ vô không? Thôi đi đây. Hả? Rồi. Ok. Có nhiều quá hả? Nát ra ngon ha. Cá này nhúng lên rồi bỏ vô liền. Ừ, vô đúng nhúng, rồi. Nhúng vô nhớt ra liền được luôn á nè. Cái gì đây sống rồi ha. Dạ, chín rồi nè. Đó. Thôi từ. Chín quá. Nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Đó là ngon luôn. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung kính chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Và nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh. Thank you. Bye bye. And see you again. Thank you.